Lễ truy điệu được cử hành từ lúc 7 giờ sáng. Sau lễ truy điệu, khoảng 7 giờ 30 phút, đoàn linh xa xuất phát từ nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông qua nhiều tuyến phố lớn tại Hà Nội. Hàng trăm nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về các tuyến phố mà linh cữu đại tướng đi qua. Nơi cuối cùng mà linh cữu đại tướng dừng lại, số nhà 30 Hoàng Diệu, cũng là nơi mà người dân đã tập trung từ sáng sớm. Lại thêm một lần nữa, nơi đây nghẹn ngào trong tiếng khóc. Đứa bé này rồi chỉ biết đến vị tướng tài ba lỗi lạc qua câu chuyện kể. Đã ở cái tuổi 80, nhưng cựu thanh niên xung phong này chưa từng một lần được gặp bác. Họ đều mang theo những bông hoa, những hình ảnh đẹp của bác, những kỷ niệm còn mồn một trong ký ức. Hàng nghìn con tim đang cùng một nhịp đập, cùng hướng về một con người, vị đại tướng của nhân dân. Bác rất tiếc là đi bộ đội cũng đã lâu, từ năm 60, còn chưa được gặp trực tiếp bao giờ. Chỉ có trên đường đi công tác thì thấy người ta bảo kia cái đoàn ông giáp kia. Vừa rồi đến biết mất thì bác bàng hoàng lắm. Có những người thân ý. Tôi cũng như mọi người là không cầm được nước mắt. Tôi thương tiếc bác vô cùng. Vì đất nước mình đã mất một người vị lãnh tụ tài ba lỗi lạc. Dù cho đoàn xe đưa linh cữu của đại tướng đã rời đi, nhưng hàng trăm người dân ở đây vẫn còn nán lại nhiều giờ. Vẫn muốn dâng lên bác một nhành hoa, một lời cầu nguyện cho bác được an nghỉ ngàn thu.